Công an xã E Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk vừa triệu tập làm việc và có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng có hành vi tung tin đồn về trường hợp mắc COVID-19 trên mạng xã hội. Ba trường hợp này cùng chú tại thôn 2 xã E Tiêu, huyện Trư Quynh đã đăng tải lên trang cá nhân những thông tin sai sự thật về lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 448 tại Đắk Lắk. Những thông tin không đúng này đã khiến nhiều người dân trên địa bàn hoang mang, gây mất an ninh trật tự cũng như khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Với hành vi đó, cơ quan chức năng quyết định xử phạt ba trường hợp này về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội với mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.